Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đốn xem Tử Vi 12 Côn Giáp Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày kỵ mùi tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỷ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỵ mùi, tức can chi tương đồng, thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. vài nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, quý xỉu, ất xỉu, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành màu cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh xỉu, ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao cát khánh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát sáu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao ngụ quỷ, kỵ xuất hành sao câu trận kỵ về an táng sao độc hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi tí thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý chua chúng ta thấy là với bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày Tý Mùi Tương Hại, dự báo cho bà tuổi Tý đang có những điều ngẫu nhiên bất ngờ xảy ra là do hoàn cảnh. Và dù cho với bà tuổi Tý, bạn vốn thích quy tắc khuôn khổ và muốn mọi thứ đi theo dự tính của mình Tuy nhiên, lúc này, cách khôn ngoan nhất với bạn đó là thích nghi với hoàn cảnh, đừng tỏa ra cố chấp. Và với bà tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tí đang có những điều tò mò, hiếu kỳ đến lạ lùng, khó có thể lý giải được. Vậy thì với bà tuổi tí, hãy để những cảm xúc đó dắt lối cho bạn, để cho bạn và những con đường không hề quen thuộc nhưng lại đầy gợi ý mới mẻ với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khác Cái điều này cho thấy nhắc nhở bạn tuổi Tý nên cẩn thận về chuyện tiền nong trong những ngày này, nhất là khi tính toán rẻ có sự sai sót và bạn nên nhờ ai đó xem lại trước khi gửi đi. Ngoài ra, nên tránh cho vay mượn về tiền bạc để phòng các rủi ro có thể xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, đừng trông mong điều chẳng thể xảy ra. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tin tưởng vào các giá trị mà bạn nuôi dưỡng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, đừng có bao biện lý do cho sự không tín bộ của bản thân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, hãy bước ra ngoài giới hạn của bản thân. Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tốt. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi cho nên bạn đang có điểm báo không có lợi cho cái mối quan hệ xã giao của mình ngày hôm nay và với bạn tuổi Sửu cũng nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình và người ấy đang chờ đợi sự chú ý của bạn. Bạn hãy cứ tạm gác lại trách nhiệm công việc sang một bên cái đã. Trong ngày này với ba tuổi xỉu, một số bạn đang có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong thời điểm này. Đơn giản là nghề phụ của bạn đang mang lại cho bạn có được nguồn thu kha khá để trang trải cuộc sống hiện tại. Thế nhưng đừng có vì một chút thay đổi mà cố tỏ ra mình nhiều tiền hay là ba hoa chú trọng quá vẻ bề ngoài trở nên phù phím và với bà tuổi xỉu, trong ngày này cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh thế nhưng đừng có vì ai khuyên uống thuốc gì cũng uống ngay chỉ cần bạn nghỉ ngơi đầy đủ cơ thể sẽ tự có cơ chế hồi phục nếu như bệnh nặng thì nên đi khám bác sĩ chớ có nên chủ quan bạn tuổi xỉu nhé. Vai từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tránh gây ảnh hưởng tới người khác. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, bạn có giá trị sống hoàn toàn khác. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, tránh khai thác chuyện riêng tư của người khác. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, nên tập trung vào những gì bạn giỏi. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc, tránh việc hận thù với ai đó. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi dần thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần chính sự cả nghĩ của bạn đang là vấn đề trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây họa và với bà tuổi dần bạn đừng có nghĩ ngợi quá nhiều trăn trở quá nhiều về những việc bản chất của nó không hề phức tạp như bạn nghĩ bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng tinh thần là điều cần thiết vào lúc này, nhất là khi bạn đã trải qua một khoảng thời gian quá vất vả với những nhiệm vụ được giao phó. Trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này không hề tốt cho khía cạnh về tiền bạc của bạn cũng như là sức khỏe của bản thân bạn trong ngày hôm nay. Có thể vì ảnh hưởng do thời tiết thay đổi thất thường nên bạn dễ bị ốm nếu không chăm sóc đúng cách có thể phải nhập viện nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần ngày này nhân thần ở đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Chính vì vậy với bạn tuổi dần tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy hãy đưa ra lời khuyên chân thành tới ai đó tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên đánh đồng mọi người giống nhau tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới xử lý được tử vi tuổi canh dần thuộc mộc hãy tha thứ cho người khác nếu cần tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim muốn nhận được sự giúp đỡ thì bạn nên nói ra Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. tử vi tuổi mão thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên bà tuổi mão đang có được hy vọng đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân bạn cảm nhận được tình cảm chân thành của ai đó và có thể muốn tín xa hơn nữa với mối quan hệ hiện tại này. Trong ngày hôm nay, có khá nhiều người đón nhận tin vui cưới hỏi, bầu bí nữa và bạn tuổi mão, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ thú vị trong ngày. Trong ngày này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh mang tới cho bạn tuổi mão có được cảm giác yêu tư. Bạn nhìn lại quá khứ và cảm nhận thấy rõ những thay đổi trong suốt chặng đường vừa qua. Cái điều quan trọng là bạn tuổi mão bạn đã được là chính mình, được gần gũi hơn với những giấc mơ của mình. Điều đó mới quan trọng với bạn lúc này trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc dự báo sức khỏe của bạn lúc này lại không được ổn định cho lắm có lúc bạn cảm thấy mình khỏe thì lại là lúc cơ thể của bạn đang có dấu hiệu không tốt và bạn nên cố gắng duy trì tập luyện thể dục thể thao như cũ thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hãy cố gắng đừng có ngồi đợi may mắn Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa nhận được nhiều lời góp ý tích cực. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ hãy tham gia những hoạt động giúp cho bạn mở mang thêm kiến thức. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc tình duyên hòa hợp vui vẻ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim nếu như có bất đồng ý kiến thì bạn nên im lặng. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn đó, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này nhờ gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên bà tuổi thìn đang có được cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn hoặc là ký kết hợp đồng khá chi là hứa hẹn trong tương lai với bạn có thể nói khi với bạn đang gặp được ngày có cát thần ghé thăm như ngày này thì mọi việc với bạn khá chi là thuận lợi, có nhiều hậu thuẫn. Và ngày này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh. Bạn trở nên chủ quan vì dù là dấu hiệu nhỏ thôi, nhưng đó là lúc bạn nên quan tâm tới cơ thể của mình. Nếu cần thì bạn hãy đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn, những gia đình có thai phụ thì ngày này không nên dịch chuyển về vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc mọi lúc một thuận lợi, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tránh tâm lý chủ quan, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng có quá tự kiêu và vụ lợi. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy chia sẻ nhiều hơn tình cảm vợ chồng để cải thiện. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần hiểu điểm yếu của mình và sửa chữa nó. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tỵ á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội là cơ hội để cho bạn gặp gỡ những người mới đem lại cho bạn có được ý tưởng hay và những nguồn kiến thức bất tận và với bà tuổi tỵ bạn hãy coi đây là cơ hội để học hỏi nhiều hơn và làm đầy kiến thức cho bản thân mình hơn nữa trong ngày này với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn tuổi tỵ trong thời điểm này được cải thiện đáng kể nhất là đối với những bạn mới ốm dậy thì sẽ nhanh chóng hồi phục với những ai chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và chú ý tới chế độ ăn uống sẽ cảm nhận rõ cơ thể của mình dịu dai và khỏe mạnh đến nhường nào Từ vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ cũng cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa bạn đang có những thứ cảm xúc nếu như vượt ngưỡng sẽ đem lại những tác động không hề tốt một chút nào cho bạn. Thế nên, với bà tuổi tỵ bạn cần phải học cách kiểm soát chính những cảm xúc này thay vì để cho chúng khiến cho bạn có những hành động bốc đồng, vội vã, thái độ của bạn, quyết định ngày hôm nay của bạn sẽ như thế nào. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tìm cách thoát khỏi giới hạn tự đặt ra. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có thể cho ai đó lời khuyên giúp đỡ cho họ. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên phủ nhận công sức của ai đó. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim càng nói nhiều bạn càng dễ nói sai. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên tha thứ cho lỗi lầm nhỏ của họ. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ nếu như bạn vừa trải qua một giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với ai đó thì ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày ngọa mùi hợp nhật nguyệt tức là ngày để cho bạn có thể giải quyết được mọi vấn đề ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ cá nhân sự điềm đạm của bạn lẫn đối phương sẽ khiến cho những rắc rối của bạn được tháo gỡ Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn. Cho nên với bạn tuổi ngọ, đang có được một ngày yên bình. Sau những ngày làm việc bận rộn thì đây chính là ngày để cho bạn nghỉ ngơi rồi. Và với bà tuổi ngọ, bạn hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân yêu trong gia đình. Cùng họ trải qua những khoảng khắc bình dị, vui vẻ bên nhau ngày này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh mang lại cho bạn đang có được tín hiệu tốt về tiền bạc tình hình về tài chính của bạn có thể được cải thiện nhờ được ai đó giúp đỡ hoặc là bạn nhận được khoản tiền nhờ công việc làm thêm của mình mang lại nhìn chung với bạn tuổi ngọ bạn không cảm thấy bị căng thẳng về vấn đề tiền nong nữa Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, mọi việc nên rạch ròi, rõ ràng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình duyên được vượng sắc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, mối quan hệ xung quanh bạn trở nên hài hòa hơn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, có người dành cho bạn lời khiên ngợi. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, không ngừng cố gắng trong công việc. Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao Tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Tử vi tuổi mùi thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của tam hợp xuất hiện, đúng là những gì mà bạn đang mong đợi có thể nói những mong muốn của bạn trong chuyện tình cảm lúc này sẽ trở thành hiện thực đối với những bạn đang quản độc thân trong ngày hôm nay khá chi là vượng về đào hoa khi có nhiều người muốn tìm hiểu và xây dựng cái mối quan hệ tình cảm tốt đẹp nhưng bạn vẫn cần phải có thời gian để cân nhắc bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh giúp cho bạn rất nhiều bạn đang có được sự may mắn trong ngày hôm nay có những cánh cửa mở ra cho bạn có được những cơ hội vô cùng là tuyệt vời và bạn nhớ đón nhận cho dù chưa biết mọi thứ sẽ đưa bạn đi tới đâu bạn đừng có nghi ngại là mất đi vận may mà mình đang có và ngày này đối với bà tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút bạn đừng có mãi mê theo đuổi công danh hay là tiền bạc mà quên chăm sóc cho bản thân mình bạn chỉ cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, ít nhất là tập luyện thể dục thể thao, hai buổi một tuần là được rồi. Cái điều này làm cho bạn có được cơ thể khỏe mạnh hơn, sức khỏe đảm bảo cho công việc càng về cuối năm càng bận rộn hơn với bạn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nên trân quý những gì đang có. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tìm thêm những mục tiêu mới trong cuộc sống, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, quyển sách hay sẽ nuôi dưỡng tâm hồn cho bạn, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, tình yêu được như ý muốn của bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một thời khắc hết sức là vui vẻ với sự hỗ trợ của chính quan trong ngày hôm nay đây là cơ hội để động viên mình bằng những cuộc gặp gỡ nhiều tiếng cười trong công việc đây cũng là một ngày mà bạn tuổi thân nên suy nghĩ thoáng ra và sẵn sàng để cho trực giác giúp đỡ mình Ngày này với bà tuổi thân cũng đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượt hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần được thăng hoa rực rỡ. Nếu lâu nay bạn lo lắng rằng không ai hiểu mình thì nay có người cho bạn cảm giác thoải mái để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống rồi. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân, ngày này bạn thực hiện công việc, mọi việc đều tốt, tốt nhất là các công việc về khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Và nếu như bạn xuất hành đi xa, cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn có được nhiều sự may mắn, thuận lợi. Từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy, công việc có tiến triển khả quan. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, chớ mong điều gì xảy ra quá nhanh chóng. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, quan trọng nhất là bạn học được điều gì khi mỗi ngày qua đi. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, dễ gặp được người giúp đỡ cho mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống và đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tuất Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi giàu cho chúng ta thấy là với bà tuổi giàu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày khá vất vả và bận rộn hơn thường lệ. Và với bà tuổi giàu, bạn sẽ phải đổ tâm sức cho công việc hơn là tính toán ban đầu, bạn thậm chí phải đối diện với một vài khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để cho bạn chứng tỏa được sự mạnh mẽ, dội dàng như thế nào và chinh phục được mọi người. Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, đây là dấu hiệu tốt để cho chuyện tình cảm của bản mệnh được khởi sắc. Nếu như trước đây đang có mâu thuẫn, hiểu lầm, thì đây là thời điểm khá tốt để cho bạn phá bỏ những sự căng thẳng để có thể ngồi lại tâm sự, nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Ngày này đối với bạn tuổi dậu, nhân thần ở phía ngoài xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi ất Dầu thuộc thủy công sức của bạn có thể bị phủ nhận tử vi tuổi đinh Dầu thuộc hỏa đừng tốn nhiều công sức cho người không hiểu chuyện tử vi tuổi kỷ Dầu thuộc thổ tránh tâm lý chủ quan khi đánh giá vấn đề tử vi tuổi tân Dầu thuộc mộc chớ nên trông đợi điều vẹn vong tử vi tuổi quý Dầu thuộc kim đừng ngại những cản trở hiện tại với bạn Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tử vi tuổi tuất thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn đang có điểm báo những nỗ lực của bạn lại bị người phát phá hỏng Điều này khiến cho bạn dễ nóng giận Nói những điều không hay Và với bạn tử tuất bạn nên có cách kiểm soát bản thân mình, chớ có nói những điều không hay, chỉ có thể thỏa mãn bản thân nhưng lại làm cho người khác phải buồn lòng. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất, ngày này nếu như bạn có dự định gì liên quan tới tiền bạc như là đầu tư kinh doanh thì trong ngày hôm nay lại khá chi là thuận lợi với bạn khi bạn đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh bạn dễ dàng đưa ra những quyết định phù hợp hoặc là có người dẫn đường trị lỗi cho bạn để tránh được những sai sót với mình và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn thường xuyên có cảm giác bất an và có thể không phải là vì đang xảy ra chuyện gì mà chỉ là sức khỏe của bạn đang chịu ảnh hưởng bởi tâm lý và nó cũng quay sang tác động tới sức khỏe của bạn mà thôi. Bạn cần phải gắng hít thở thật sâu và tìm cách nghỉ ngơi phù hợp thì sức khỏe của mình sẽ được cải thiện tốt hơn và tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa đánh đối đầu với người không hiểu bạn tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần phải biết lắng nghe hơn tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nhận được bài học quý giá từ người khác tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên ăn uống quá nhiều trong một bữa và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có chính Ấn chiếu mệnh cho nên với bà tuổi Hợi bạn hãy tự hỏi bản thân mình đâu là thứ bạn khao khát nhất mong đợi nhất thay vì chỉ nhìn ngắm từ xa đây cũng là thời điểm mà bạn nên nỗ lực để có thể nắm bắt được ước mơ theo cách mà bạn mong muốn và với bạn tuổi hỏi, nếu như bạn đang có bất kỳ gánh nặng nào trên vai hay là những ưu tư trăn trở thì bạn nên tìm đến bạn bè để có được lời khuyên hữu ích nhất trong ngày hôm nay. Và có thể bạn là một người sĩ diện và không muốn bày tỏa quá nhiều những tâm tư của mình và để cho người khác sôi mối. Nhưng cũng có lúc tự mình không thể giải quyết được vấn đề của bản thân đâu bạn tuổi hỏi nhé. Ngày này với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, dự báo cho bạn cũng đang có sự bất hòa trong gia đình, bạn bè hoặc là một nửa của bạn. Nhưng bạn cần phải xem xét lại vấn đề xuất phát từ bạn, do đó đừng có vội vàng đổ lỗi mà nên xem xét lại bản thân mình trước cái đã vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ nhớ rằng cần phải bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có thêm niềm hy vọng mới cho mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tránh tâm lý so sánh người này người kia tử vi tuổi tân hợi thuộc kim người trong nhà nên nhường nhịn nhau tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có được cơ hội kiếm thêm tiền thêm thu nhập với mình về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.